trong thời gian lao tù cách đây là khoảng 30 năm là tôi có ý định là những cái gì mà mình suy nghĩ nếu được về thoát được án tử hình rồi được về mình làm cái gì, thì tôi mới nói bây giờ mình viết một bản nhạc thì nó có khuôn có khổ, mà bây giờ mình viết theo một cái thể thức khác là cứ lặp đi nhiều phiên khúc điệp khúc, thì mỗi cái đó mình nói lên được một sự việc mình muốn nói. Do đó cái bài khỏe ra như con bò cái xe nó có bảy, coi như bảy bản nhạc, là liên khúc của bảy bản, mỗi một bản là chuyển đề tài thì nó qua trở lại một cái đoạn bò cái xe, để nó không có bị giới hạn gì hết đó. Thành ra lúc đó tôi ghi nhận được cái sự việc gì, anh em nào thế nào, rồi cái số mà bị tử hình chết, hay là cái số kể cả anh em được về gặp gia đình vui vẻ, thì nhớ tới anh em nó có những đoạn nó độc lập với nhau, nhưng mà cùng chung một gam, rồi cùng chung một cái đề tài này đó, là viết. Còn cái vấn đề là con trong cái quan tài con bò kéo xe có những cái gì, thì khi đó anh Nguyễn Bắc Truyện về có phổ biến một số, nó còn cái đoạn đó là phải giải quyết vấn đề là nó nhân bản, nó nằm ở trong cái quan tài đó, và sẽ mở ra giống như thằng răng vô nó rút xuống nó mắng giết người, nó trút hận thù, hay là nó mở ra rồi trong cái quan tài nó chứa những cái ý niệm về hòa bình, muốn đất nước là hòa hợp hòa giải với nhau, không còn chiến tranh, không còn phân biệt ngụy tặc cộng sản tặc hay cái gì hết. Cái ý tôi lúc đó nó nghĩ vậy, mà chỉ còn con người Việt Nam, con cháu của Đức Vua Hùng Vương, hay nói xa hơn nữa là cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, 100 cái trứng cái trong cái quan tài đó nó sẽ nói là như vậy. Cái con bò kéo xe là cái sự miệt mài của một cái người tù tử hình, rồi nó sẽ qua chung thân rồi có thể về, thì trên đó thật ra kéo cái này nặng lắm, nhưng mà mình cũng nói với người đời như cái này nó cũng khỏe re như bò kéo xe, mà thật ra rất là chua xót nặng nề. Chứ cái con bò nào mà kéo xe mà nó khỏe đâu, mồm mà nước miếng nó xì, mũi nó có khi nó quỵ dọc đường đó. Nhưng mà mình nói cái ý niệm như vậy nó có mang tính cách nhân cách quá, mà người ta nhìn được thấy cái sự khổ sở của con bò, viết quá là thật sự là con bò thì nó không có khỏe ra được, nhưng mà mình nghĩ cái cảnh đó biến nó thành bình thường, nó sẽ khỏe ra như con bò kéo xe. Mà tôi kéo như vậy 32 năm bây giờ cũng được nghỉ rồi nè. Đó là tất cả những cái diễn biến từ cái lúc mà hận thù nhau, rồi bên này giết bên kia án tử hình, rồi những cái lời trói trăng, nhưng mà đến khúc cuối cùng là cái quan tài mở ra, những cái dụng cụ tra tấn cùng gông xiềng xích sẽ được biến đi thành cuốc cài. Rồi cuối cùng là cái người đó nằm mơ bên căn nhà bên suối, thấy hòa bình thật sự, về với đất nước, với cả cái mảnh giang sơn hình chữ S này, từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau, dẫn người ta đi đến mức đó. Mai một ta về, ta muốn một con bò, rồi ta sẽ đi lên trên núi cao, mai một ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khỏe re như
sen khỏe re như con bò kéo xe. Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát, rừng xanh hiện ra ngàn hoa lừng thơm ngát. Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát, buồn ơi chào mi lòng tha giờ tươi mát. Đón cho bát ngát ta ca vang vang từng khúc nhạc vàng. Bò ơi đừng lo, vừa đi vừa ăn có. Hỏi thăm bò ơi mệt không thì ta nghĩ ta không bắt bò phải làm gấp hai. Ta không bắt bò phải vượt chỉ tiêu. Với ta bò sẽ tự do, với ta thật sự tự do. Mai một ta về, ta mua một con bò, rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao. Mai một ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khỏe re như con bò kéo xe, khỏe re như con bò kéo xe. Ta đi lên chân non cao, trăng thanh gió mát hương hoa bát ngát. Ta hát tình ca cho quê hương, cho bạn bè. Một thời tù đầy bên nhau, một thời tù đầy gian lao, một thời cộng xiềng bên nhau, một thời cộng xiềng thương đau. Ta hát những khúc tù ca, núi ưa lệ ra. Ta hát về bàn tù ta, lá hoa trên rừng nghe qua ngậm ngùi. Và rồi từng dòng lệ đã tuôn ra, và rồi từng dòng lệ đã tuôn ra. Mai một ta về, ta mua một con bò, rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao. Mai một ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khỏe re như con bò kéo xe, khỏe re như con bò kéo xe. Ta đi lên trên non cao, ta khắc sâu vào núi đá. Núi này là Huỳnh Công Ba, núi kia là Trần Văn Kiều. Chiến giang tứ hình cũng nhiều, ghi vào núi đá bao nhiêu mới vừa. Núi chân, núi chắc, núi đỉnh,
thanh thần linh. Núi này là Phan Bách Thắng, núi kia là Nguyễn Anh Hùng, đồi này đồi Trần Văn Ba, suối kia suối Ngô Quang Tài. Xác thân nằm xuống còn hoài tiếng thơm. Ta sẽ nói về những người tử tội lấy máu của mình vẽ vào tường vôi bản đồ Việt Nam, và tên Đức Huỳnh Giáo Chủ. Những người tử tù từng ngày sắc cưa thịt người máu rơi, vẽ vào tường vôi bản đồ Việt Nam, và tên Đức Chúa Giêsu. Gãy sườn hỏi mau trong tù, đắm thôi tập thể đoàn thù tả tơi. Võ Thành Sơn Lâm Vinh thét vào lũ yêu tinh, thần ta dù có tử hình bay không xóa được Đức Huỳnh. Trong tim ta nước tan tan đào tan nhà, bay đã phá hết chết thà sướng hơn. Dominico Trần Ngọc Đề ba ngày trước khi đi xa trao lời chối chăng cho ta, khung trời bỗng dưng mưa xa, lao tù hát câu thương ca, gông cùm máu tuôn thêm ra. Nếu còn sống sót có ghé thăm quê nhà, nhờ anh nói dùng mày đưa con của ta. Dù đàn thù đã cướp mạng ông, và đàn thù đã cướp mạng cha, rồi đàn thù sẽ cướp mạng ta. Nhưng nhân danh những người tử tù ngồi chờ hỏng súng AK, nhờ anh nói với mấy đứa con ta, hãy nhớ lời Thiên Chúa, hãy mở lòng nhân ra mà thứ tha cho những kẻ thù.